Thầy và các bạn, hôm nay nhóm Priority sẽ đến tiếp tục phần tọa đàm của nhóm sách hôm trước về tọa đàm đổi mới kiểm tra hoạt động đánh giá. Đây là thầy một phần tham dự ở trong tọa đàm ngày hôm nay, thì có thầy Lê Thái Hương chủ nhiệm khoa và cô Phương Vi và toàn thể các bạn sinh viên trong khoa về chất lượng cùng tham gia tọa đàm này. Mong rằng các bạn khi nghe tọa đàm thì có thể đặt các câu hỏi và góp ý cho nhóm mình. Mục đích của tọa đàm này là nhằm góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả trong hoạt động đào tạo, giảng dạy cũng như hoạt động kiểm tra đánh giá, nhằm mục đích để giáo viên và cán bộ quản lý thấy rõ vai trò mục đích ý nghĩa của các nguyên tắc đánh giá, nguyên tắc thực hiện kiểm tra đánh giá. Tiếp theo tọa đàm của chúng em muốn khái lược về hoạt động kiểm tra đánh giá nhà trường, thì như các nhóm trước đã nói về khái niệm của các hoạt động kiểm tra đánh giá thì nhóm chúng em cũng đưa ra một khái niệm tương tự như thế thôi ạ, nên là phần này chúng em không nói nữa để đến phần sau ạ. Và các thuật ngữ trong hoạt động kiểm tra đánh giá, ở đây bọn em đưa ra ba thuật ngữ. Đầu tiên là thuật ngữ đo lường, thì đo lường là một hoạt động định lượng một cấu trúc đối tượng bằng cách gắn các con số, các nhãn định tính dựa trên một tập hợp các quy tắc nguyên tắc. Tiếp theo là đánh giá diện rộng, thì đây là loại đánh giá mà mục tiêu đánh giá, các công cụ đánh giá và quá trình đánh giá được chuẩn bị một cách công phu theo các chuẩn mực đã được xác định và nó được triển khai trên một số lượng lớn học sinh ở các quận, huyện, tỉnh, thành phố, vùng lãnh thổ, quốc gia, khu vực hoặc là quốc tế. Còn đánh giá trong lớp học thì là nâng cao chất lượng học tập, nhằm mục đích nâng cao chất lượng học tập của học sinh trên lớp, và không chỉ đánh giá để đảm bảo trách nhiệm giải trình mà còn là đánh giá để cho học sinh biết là mình đang còn thiếu chỗ nào và cần phải điều chỉnh chỗ nào. Còn mục đích nữa là để cho giáo viên họ có thể điều chỉnh lại được phương pháp giảng dạy của mình. Còn tiếp theo chúng em đưa đến tọa đàm này là những vấn đề trong hoạt động kiểm tra đánh giá. Ở đây nhóm chúng em đưa ra được hai vấn đề lớn mà chúng em đã thông qua làm việc nhóm chúng em đã nhận ra. Vấn đề đầu tiên là trao quyền tự chủ cho địa phương, thì cái vấn đề giao quyền tự chủ cho địa phương hoặc là các cơ sở giáo dục và giáo viên ở trong việc kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ, chỉ đạo họ được tự chủ chỉ đạo và quyết định tổ chức như thế nào, nhưng mà phải đảm bảo được tính nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy chế tất cả các khâu ra đề này, coi thi, chấm đề và nhận xét để giao học sinh trong việc thi hoặc là kiểm tra cuối kỳ, đảm bảo được tính chất khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. Thì trong quyền tự chủ cho địa phương thì gặp rất nhiều khó khăn như vụ thi trung học phổ thông quốc gia ở Hà Giang, đó là một ví dụ điển hình cho sự trao quyền tự chủ nhưng mà địa phương lại lạm dụng quyền ấy. Tiếp theo trong phần trao quyền tự chủ, đây là việc phải thực hiện nghiêm túc để xây dựng đề thi kiểm tra cuối kỳ hoặc là kiểm tra học các học sinh phải làm theo ma trận các câu hỏi ma trận mà Bộ Giáo dục đã đưa ra, bám sát ma trận đề thi. Và để kiểm tra thì bao gồm các câu hỏi, bài tập tự luận hoặc là bài tập trắc nghiệm theo 4 mức độ mà Bộ Giáo dục đã yêu cầu, đó là nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao. Tiếp theo là một vấn đề nữa là về công tác quản lý, thì trong công tác quản lý chỉ đạo có những địa phương đã đánh giá rất đúng và làm rất tốt, nhưng tồn tại ở đó có rất nhiều địa phương đánh giá chưa đúng tầm quan trọng trong đổi mới thi kiểm tra đánh giá đối với việc tạo động cơ thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học. Thì về thi và kiểm tra đánh giá hiện nó còn nặng về yêu cầu học sinh phải học thuộc một cách máy móc, như kiểu bây giờ kiểm tra 15 phút trên lớp ấy ạ. Thì cái này cô chủ yếu là cho học sinh đọc lại hoặc là nhớ lại những cái phần kiểm tra mà những cái phần bài học của buổi trước, và ít yêu cầu đưa ra các mức độ cao hơn như kiểu là vận dụng kiến thức để học sinh rèn luyện kỹ năng và giáo dục học sinh các kỹ năng cần thiết. Tiếp theo là chưa vận dụng linh hoạt được các hình thức kiểm tra và chưa coi trọng việc đánh giá giúp đỡ học sinh học tập thông qua kiểm tra mà chỉ là tập trung chú ý để tạo điểm cho bài kiểm tra. Một số giáo viên nhà trường thì làm dùng hình thức thi trắc nghiệm, thì có thể là họ
lạm dụng một cách thái quá khiến cho học sinh, giống như nhóm bạn Hiếu nói, có thể các bạn học sinh chỉ đánh bừa để cho xong bài kiểm tra thôi mà không đọng lại trong mình kiến thức gì. Và tình trạng trên cũng là một trong những rào cản một trong những rào cản mà cản trở lớn trong việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển tư duy tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh ạ. Và phần tiếp theo sau đây là bạn Yến sẽ trình bày tiếp ạ. Vâng ạ, em xin chào thầy cô và các bạn. Sau đây em thì em xin trình bày tiếp về cái phần ý nghĩa của hoạt động kiểm tra đánh giá. Trong phần ý nghĩa của hoạt động kiểm tra đánh giá thì chúng em cũng triển khai với ba nội dung là đối với cả học sinh này, giáo viên và cả đối với cả cán bộ quản lý giáo dục, thì nhóm chúng em hoàn toàn đồng ý với cả ý kiến của nhóm bạn Hiếu ạ. Còn đối với hiện trạng thì từ thuận lợi cũng như khó khăn thì hai nhóm trên đã triển khai rõ ràng rồi ạ. Và chúng em cũng hoàn toàn đồng ý ạ. Sau đây thì em sẽ trình bày tiếp về phần những cái nhận định về giải pháp đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá. Ở trong tình hình hiện nay thì đổi mới cách thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học sẽ hướng tới là đánh giá theo năng lực của người học cần thực hiện. Ở đây thì chúng em đưa ra 5 5 giải pháp đổi mới cho kiểm tra đánh giá như sau. Một là nâng cao nhận thức trách nhiệm của các chủ thể lãnh đạo, chỉ huy cơ quan trực tiếp là những chủ nhiệm và giáo viên, đội ngũ giảng viên về sự cần thiết của cách thức đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học. Thứ hai là tăng cường lãnh đạo, chỉ huy các cấp ủy, chỉ huy các cấp đổi mới các cái cách thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học. Thứ ba là đổi mới cách thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học thì sẽ phải được tiến hành đồng bộ này, đổi mới nội dung, phương pháp và dạy học phát triển theo hướng là tiếp cận năng lực. Thứ tư là phát huy vai trò trách nhiệm của chủ nhiệm của các bộ môn, của hội đồng khoa học đào tạo và thực hiện đúng quy trình xây dựng câu hỏi đề thi đáp án, nâng cao chất lượng đề thi cho đối tượng đào tạo. Thứ năm là định kỳ tổ chức rút kinh nghiệm các cái hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học và rà soát chất lượng câu hỏi như là ngân hàng đề thi. Cuối cùng thì nhóm chúng em có tổng kết trong buổi tọa đàm này như sau. Đổi mới phương pháp dạy học thì cần phải gắn liền về đổi mới các quá trình đánh giá dạy học cũng như là đổi mới về việc kiểm tra đánh giá các cái thành tích học tập của học sinh, và phối hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ, giữa đánh giá của giáo viên và tự đánh giá của học sinh, cũng như là giữa đánh giá của nhà trường và đánh giá của gia đình, cộng đồng, kết hợp giữa những các cái hình thức đánh giá trách nhiệm khách quan và tự luận thì nhằm sẽ phát huy được những ưu điểm trong mỗi hình thức đổi mới này ạ. Và nhóm chúng em xin kết thúc bài thuyết